và Phương Trinh. Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Tần số tình yêu. Quý vị thân mến, chương trình Tần số tình yêu được phối hợp thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng với công ty Truyền thông Bi. Và được phát sóng định kỳ vào 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Vậy là một tuần nữa lại trôi qua, chúng ta lại quay trở lại với không gian quen thuộc của Tần số tình yêu để làm gì ạ? À? Để tiếp tục ghép những cặp đôi với nhau. Đúng rồi. Và chắc chắn đây sẽ là một tuần khá là thú vị và đặc biệt đây Trinh à. Trinh hay nói những cái số trước là tình yêu thì sẽ không phân biệt tuổi tác nè. Đúng rồi. Không phân biệt giới tính nè, không phân biệt màu da, không... Và có rất nhiều trường khác nhau mà chúng ta gặp trong tần số tình yêu rồi. Hôm nay sẽ là một trường hợp rất đặc biệt khác nữa đúng không? Rất đặc biệt, và trong ba yếu tố mà từ nãy đến giờ Phương Trinh có chia sẻ là tuổi tác, rồi gì nữa ta? Giới tính, rồi gì nữa? Màu da, nói chung là rất là nhiều yếu tố khác nhau. Ngày hôm nay chúng tôi nhấn mạnh cái phần đó chính là tuổi tác. Đúng thưa quý rồi, vị. Tuổi tác. Những câu chuyện ngày hôm nay sẽ rất là thú vị và đặc biệt sẽ là chia sẻ đến cho tất cả mọi người. Và hy vọng rằng mọi người sẽ nhìn thấy mình ở trong đó, trong những nhân vật khách mời cũng như là những nhân vật sẽ xuất hiện ở trên sân khấu ngay bây giờ. Hôm nay thì nhân vật chính sẽ là ai đây ta? Bật mí cho mọi người được biết, hôm nay nhân vật chính của chúng ta đó chính là một người đàn ông. Một người đàn ông. Rất phong độ. Yeah. Rất cá tính. Như vậy thì chắc chắn là những khách mời phải là những người phụ nữ rồi. Dạ. Yeah. Vậy thì chúng ta còn chần chờ gì nữa, hãy mời ra sân khấu ngay bây giờ năm khách mời ngày hôm nay. Xin mời. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi tất cả quý vị vừa theo dõi bộ sưu tập công sở đến từ dàn siêu mẫu của Tần số tình yêu. Xin được gửi lời chào đến các chị ạ. Và bây giờ thì xin mời mọi người sẽ cùng về với vị trí của mình. Mình thấy bước ra thì chị nào cũng rất là tươi, cười rất là rạng rỡ và rất là tự tin nữa. Vậy thì bây giờ bà hỏi Phương Trinh nè, không biết là Trinh tự nghĩ về bản thân mình và những người bạn nữ xung quanh thì đối với Phương Trinh thì khoảng bao nhiêu tuổi là mình bắt đầu là mình hết muốn yêu, mình lười yêu ta? Ví dụ như bản thân của Trinh đi. Trinh thì chuẩn bị lập gia đình 33 tuổi, cũng chưa phải là, không phải là quá trẻ nhưng mà cũng không phải là quá lớn. Nhưng mà ví dụ như là cô của Trinh hay là chị của Trinh mà đã trải qua một lần gian dở hoặc là chưa bao giờ có chồng thì nghĩa là không có lứa tuổi nào mà gọi là sợ yêu hay là mất cảm giác yêu chứ, chỉ là người ta chưa gặp được cái đối tượng mà đúng tần số thôi. Chứ mà đã gặp đúng tần số rồi là nhào vô luôn, chụp liền không trên thời. Đúng rồi, thấy chưa, nói một cái là đồng tình liền. Hay quá, hồi chị em chúng mình tâm lý và mà. Ngày hôm nay nha, đảm bảo với tất cả quý vị khán giả và đảm bảo với Phương Trinh luôn là những vị khách mời nữ đang ngồi trên năm chiếc ghế đỏ kia đang rất là dạt dào cảm xúc và đang rất là muốn để yêu thương, để tìm được một nửa kia của mình á. Chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với năm khách mời xuất hiện trong ngày hôm nay nhé. Dạ, xin mời bắt đầu từ chị ạ. Chào hai bạn Bảo và Trinh nha. Mình là Ngọc Uyên, mình là doanh nhân bên công ty xuất nhập khẩu về nông hải sản. Và mình có một bé trai đang học lớp 11. Và mình đã ly hôn năm nay là 11 năm rồi. Nhưng mà mình chưa tìm được nữa, phần nửa của mình còn lại. Hôm nay mình mong muốn tới đây để tìm được nữa phần còn lại của mình. Xin được cảm ơn chị Uyên. Và xin mời khách mời tiếp theo ạ. Xin chào khán giả xem đài và chào Phương Trinh và Quốc Bảo. Mình tên là Lê Mỹ Ngọc, năm nay mình 41 tuổi. Nghề nghiệp của mình là kinh doanh tại nhà. Có hay livestream giống như Phương Trinh không chị? Dạ không, mặt hàng của chị không có livestream. Chị tới chương trình này chị mong muốn điều gì ạ? Chị cũng đã độc thân rất là lâu, sau cái lần gãy đổ lần đầu tiên. Dạ. Thì chị cũng mong muốn tìm được cái tần số phù hợp với mình ở chương trình này. Dạ, dạ. Em chúc chị may mắn nha. Cảm ơn em.
Và vị khách mời tiếp theo à, với một chiếc đầm phải nói là vàng chóe, rất là tươi. Xin mời chị. Xin chào hai MC Bảo và Trinh và toàn thể quý vị xem đài. Chị tên là Bích Hợp, đến từ Quy Nhơn Bình Định, 41 tuổi. Yeah. Chị đang độc thân, nghề nghiệp là đang làm diễn viên. Hôm nay chị đến với chương trình này, chị rất mong tìm được cái tần số của trái tim mình. Dạ, và hy vọng rằng chị sẽ dò trúng đài để gặp đúng tần số okay, của mình nhé. Chị cũng rất là hy vọng như vậy. Dạ. Dạ, chị ở miền Trung vậy là chị vô đây để chị tham gia chương trình hay là... Không, chị đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, dạ. Vâng ạ, em cảm ơn chị rất nhiều. Còn bây giờ thì sẽ là khách mời thứ tư ạ. Xin chào hai MC xinh đẹp, chào mọi người. Chị tên Phương, năm nay 45 tuổi, hiện có 3 cháu. Chị độc thân khoảng hơn nửa năm nay. Chị kinh doanh cho sinh viên nữ thuê phòng. À, cũng là bà chủ, nói chung tới tuổi này đa số là đồ ổn định. Nữ doanh nhân không á nha, quý phái sang trọng, không thiếu gì hết, chỉ có thiếu người kế bên. Rồi cuối cùng thì cũng là khách mời thứ năm, xin mời chị. Chị chào Bảo, chị chào Trinh, chào tất cả các quý vị khán giả đang xem đài. Chị tên là Hiền Mai, năm nay chị 46 tuổi, chị đang kinh doanh online về mặt hàng mỹ phẩm. Đây là cũng livestream á chị. Chị cũng hay livestream. Sao không để cho các chị chờ đợi lâu nữa, chúng ta cùng gặp gỡ nhân vật chính của ngày hôm nay. Xin mời. Bây giờ thì xin mời nam chính giới thiệu bản thân của mình với tất cả quý vị khán giả cũng như là những khách mời ngày hôm nay. Xin mời anh. Vâng, xin chào MC xinh đẹp. Và mình tên là Giàu, công việc là diễn viên. Và mình cũng muốn đến đây để kiếm một cái tình yêu để mà đi đến một bờ hạnh phúc. Và sau đây mình gửi đến toàn thể quý vị xem đài và hai MC và năm người đẹp một món quà, đó là ca anh ba khía. Xin mời quý vị hạnh phúc. Hay quá, mình vô liền. Cái nét mộc mạc mà nó miền Tây mà nó dễ thương sao á. Đúng rồi, mà quan trọng là cái bộ trang phục ngày hôm nay đi chứ hát. Anh Ba Khía mặc đồ vest, mặc quần jean, mang giày thể thao. Anh Ba Khía này là đi kiếm vợ. Cho nên là phải tin lắm xíu. Chỉnh chuông tí. Dạ rồi, các fan nữ cảm thấy như thế nào về tiết mục này hả? Một đôi tay lớn hơn được không ạ? Hay lắm anh ơi. Em thấy anh hát mà ở dưới mấy chị nha, gọi là phụ họa. Thả tim luôn. Phụ họa, thả tim quá chừng luôn. Không những hay mà còn cảm động nữa chứ. Trời ơi, dễ thương quá. Và bây giờ sẽ lúc để mà các chị thể hiện tình cảm của mình dành cho anh Ba Khía với cái phần Thả sóng cảm xúc. Và bây giờ xuống đèn. Nhìn theo cái ngoại hình á, thì Quyên không có phán xét vì là cái độ tuổi này rồi thì chỉ cần là phong độ và nó mạnh dạn rồi khỏe khoắn là được rồi. Ngay lần đầu mà ảnh xuất hiện là mình cũng đã thấy có cảm tình với ảnh rồi. Mình rất thích cái ngoại hình như anh ấy, vừa tròn tròn to to và giống như cái mẫu mà người đàn ông lý tưởng của mình. 3, 2, 1, xin mời! Vỗ tay. Vậy là anh Giàu đã một bước thành công trong cái quá trình chinh phục trái tim của năm người đẹp hồi đây rồi ha. Ở những cái phần sau sẽ có những cái điều rất thú vị với những hoạt động gắn liền với nó. Nhưng mà trước khi đến với những hoạt động đó, xin mời tất cả quý vị khán giả sẽ nghỉ giải lao trong vòng ít phút. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay thôi. Xin được chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Tần số tình yêu. Các bạn thấy được rằng có rất là nhiều nụ cười. Và trước khi mà chúng ta tìm hiểu nhiều hơn về cái người đàn ông này thì xin mời tất cả mọi người sẽ cùng hướng mắt về màn hình để theo dõi một đoạn clip thú vị về anh Giàu nhé. Xin mời. Xin chào, mình là bạn đứa em đồng nghiệp của anh Giàu. Thì anh Giàu là một người rất là hiền lành, dễ thương, dễ mến, dễ gần. Đến giờ cô đơn đó các bạn. Bây giờ là mẫu người mà anh Giàu thích đó, là tìm được một ý trung nhân là quan tâm, biết chăm sóc, san sẻ lẫn nhau, đặc biệt là chung thủy thật thà. Chúc cho anh tham gia chương trình này thật thành công tốt đẹp. Anh Giàu là có một cái tính chất rất là thương người và biết giúp đỡ mọi người xung quanh, mặc dù ảnh sống cô độc mà ảnh cũng hoàn cảnh khó khăn lắm, nhưng mà ảnh rất là hòa đồng với mọi người, anh em trong công ty trầm chung rất là vui vẻ. Cái mong ước của ảnh bây giờ muốn tìm một người sau này là gốc gạo nó cơm chung, là phải có tính chất là chung thủy, thật thà, giỏi gắn lo cho chồng con là được, ảnh yêu cầu đó thôi. Còn giàu nghèo hay kinh tế thì đồng vợ đồng chồng tất cũng đâu cũng cạn, cũng quan trọng. Không quan trọng có tiền nhưng mà chủ mà quan trọng giờ tấm lòng. Vậy là nãy giờ các chị cũng nghe sơ
về những người bạn của anh Giàu, nhận xét về anh Giàu rồi ha. Và bây giờ thì sẽ là cái giây phút mà để các chị có thể tâm sự cùng với anh Giàu, cũng như anh Giàu có cái điều gì mà muốn tâm sự hay hỏi các chị thì cứ thoải mái nha. Em nghĩ là mình là đàn ông anh ha, mình bắt đầu trước câu chuyện cho các chị thoải mái. Xin mời anh Giàu ạ. Mình xin hỏi người số 1 đi. Nghe nói là người đẹp đang là kinh doanh rất là ổn định chứ? Dạ, em kinh doanh cái ngành nông hải sản á, xuất nhập khẩu thì cũng mười mấy năm, gần 20 năm rồi anh. Ok. Dạ. Người đẹp hồi đó giờ chắc là chưa có gia đình hả? Dạ, em đã có một lần hôn nhân rồi và em cũng đã đổ vỡ cách đây khoảng 11 năm. Ok. Và sau cái lần đổ vỡ hôn nhân thì cũng có những lần em muốn tìm một nửa của mình, nhưng mà do là không có còn lòng tin nữa. Không có lòng tin về khía cạnh nào? Giống như một người đàn ông á, thì phải có ít ra là một chút xíu trí thức của đàn ông và một cái bản lĩnh, là mình phải mạnh mẽ để mình bảo vệ được một người phụ nữ của riêng mình. Tướng bự về che chở được hay không? Che chở hay không á, đó là ở cái tấm lòng và ở một cái bản lĩnh của người đàn ông. Không phải nhìn người ta là che chở được hay là không che chở được. Và anh cho Quyên hỏi là anh đã được bước qua những cuộc tình như thế nào rồi? Đó, cái đó thú vị, cái đó ai cũng muốn biết hết anh Giàu ơi. Xin thưa cùng các người đẹp ở đây, mình chỉ trải qua một cuộc tình thôi. Chắc có gì không tin đâu, nhưng mà thật sự là như vậy. Không phải là đi đến là vợ chồng vào trong lúc năm mình mới biết yêu, là lúc đó 22 tuổi. Dạ. Trời ơi, 22 tuổi. Dạ. Mới biết yêu. Trời vậy là ơi, anh cũng đổ vỡ như vậy rồi, tới ngay ngày hôm nay là anh cũng chưa tới với một người nào hay sao? Vâng, quen nhau được 3 năm rồi, cũng vì hoàn cảnh đây đưa. Dạ. Nên người ấy bước sang thời khác. Từ lúc đó thì mình đâm ra mình cảm thấy chắc là số phận mình nó như vậy, nên là mình nói thôi vậy thôi, mình thà ở về cho con gái tức chơi. Thấy ghét không? Vậy là hôm nay là Quyên chính xác là đến cái chương trình là quá đúng rồi đó. Yeah. Quyên rất là dễ thương, rất là năng động và rất tánh hợp tình. Khi mà Quyên được đòi chuyện với anh á, thì Quyên cảm thấy anh rất là gần gũi. Tự nhiên lúc đó là cái lòng tin Quyên nó làm như nó bật trở lại, nên Quyên cảm thấy là chắc đây là phân nửa của mình rồi. Cho mình xin hỏi người thứ hai, hiện tại bây giờ người đẹp đang làm về công việc gì? Em buôn bán tại nhà và có tham gia những game show hoặc là phim nhỏ nhỏ. Ok, người đẹp có gia đình chưa? Dạ, em đổ vỡ cách đây 8 năm ạ, em có 2 bé. Vâng, xin hỏi người thứ ba, hiện tại là người đẹp làm về công việc gì? Em cũng làm diễn viên giống anh á. À, vậy là đồng nghiệp rồi. Thì xin hello, xin chào. Xin chào đồng nghiệp. Nghề nghiệp thì chắc cũng tạm ổn ha. Dạ. Và người đẹp đã có gia đình chưa? Dạ, em cũng độc thân giống anh á. Coi như là hai cái gạch đầu là giống nhau rồi. Coi như là alone anh luôn. Những cái câu hỏi mà tìm hiểu với nhau á thì ai ảnh cũng hỏi hết, nhưng mà mình á là ảnh không hỏi, thì mình cái cảm thấy ảnh không muốn tìm hiểu mình. Xin lỗi, cái này là chuyện tế nhị chút xíu, là tại vì người đó không cùng sở thích với mình. Vâng, thật xin cảm ơn. Xin hỏi người đẹp thứ tư, người đẹp tên gì? Dạ, em tên Phương, 45 tuổi, hiện em đang ở Bình Thạnh. Em hiện đang sống chung với 3 cháu. Em chỉ kinh doanh bình thường. Rồi, ok, xin cảm ơn. Xin hỏi người cuối cùng, hiện thời gì người đẹp đang ở đâu? Dạ, em đang ở Bến Tre. Ở Bến Tre ngay khúc nào? Dạ, em ở phường 1 Bến Tre anh. Phường 1 Bến Tre rồi, ngay thành phố luôn à? Dạ. Tại mình đôi lúc mình cũng có thời gian đi về Bến Tre, mình lưu diễn rất là nhiều ở Bến Tre. Và quê mình cũng ở Bến Tre luôn. Đồng hương. Vậy là trong 5 người thì có một người là đồng nghiệp và một người là đồng hương rồi đó. Rồi, và nãy giờ là anh hỏi lúc hết 5 người đẹp rồi. Ai cũng người đẹp hết. Giờ là thời gian ngược lại để cho các người đẹp hỏi ngược lại anh Giàu nè. Có ai có tò mò hay thắc mắc gì người đàn ông của chúng ta nữa không ạ? Em hỏi anh Giàu là anh có cái quan niệm gì về hôn nhân á, rồi anh có cái suy nghĩ kỹ về những cái mối tình sau này á? Mình thì xin trả lời với người đẹp rằng cuộc sống mình đơn giản lắm, mình không cần thiết là phải là cầu kỳ hay màu mè, miễn rằng cái người đó biết quan tâm mình, biết chăm sóc mình và mình biết lo lắng cho người đó và tôn trọng lẫn nhau. Và không có nên tiếng lớn tiếng nhỏ, tại vì mình rất là sợ vụ tiếng lớn tiếng nhỏ, nên mình không muốn vậy. Mà mình muốn rằng không cần biết là người đó giàu nghèo xấu đẹp như thế nào, nhưng mà mình chỉ muốn rằng người đó tôn trọng mình và mình tôn trọng người đó và chăm sóc lẫn nhau cho đến hết cuộc đời này. Anh ơi, anh cho em hỏi là
anh là diễn viên, anh đi nhiều á, quay phim nhiều ngày, đi tỉnh này tỉnh kia ví dụ vậy. Okay. Thì anh có tự giác chung thủy không? tự giác chung thủy không? Một cụm từ mới hay à. Đối với mình bây giờ cũng vậy mà sau này cũng vậy. Khi mà mình có một người bạn đời cho mình rồi á thì mình đi lưu diễn. Đi tới đâu lưu diễn thì lúc nào điện thoại mình cũng liền kề với cái người ở đó. Thí dụ cái người bạn đời của mình á mà rảnh á thì có chịu đi theo mình thì mình sẽ dắt đi theo. Còn nếu không rảnh công việc ở nhà thì mình đi tới đâu mình sẽ điện thoại 24/24 trừ khi lúc mình quay thôi. Đó là lời nói chân thật. Cho em hỏi thầm á, khi anh thương một cái người mà đã có lỡ một lần đò và đã có con thì tâm lý anh có chuẩn bị để chấp nhận và thương cái con của người đó như thế nào? Nếu người đẹp hỏi thì mình xin trả lời thật sự. Dạ. Thí dụ người đó đã có con rồi thì mình coi con đó là con của mình. Dạ. Chưa chắc rằng con của mình nó lại có hiếu bằng là con của người ta có hiếu cho mình. Dạ đúng rồi, cảm đó ơn là anh. Mình đã thật hay quá. Các chị còn lại có ai muốn hỏi con nào nữa không ạ? Giống như em đây, ba đứa con lận á, anh chấp nhận nổi không? Nuôi mua một mà lời tới bốn á. Không phải, nhiều khi người ta nói mình đi buôn mà một giống mà ba đồng lời. Anh ơi cho em hỏi tí đi. Ok. Như ví dụ như anh bây giờ, ví dụ anh chọn một người phụ nữ đến với anh tới cuối cuộc đời như thế này, anh chưa có con thì anh có muốn có con với người phụ nữ đó nữa không? Cũng muốn lắm nhưng mà mình không quan trọng già. Tại vì sao? Tại vì mình nghĩ rằng bây giờ cái tuổi của mình á, mình không biết rằng có cơ hội để có con được hay không. Thì thôi bây giờ con của người ta mình coi như con mình đi, rồi nó dễ đi, nó im đẹp. Miễn làm sao hai người sống hạnh phúc, yêu thương nhau, đừng nên là gì là được rồi. Mình thấy rằng là mình là người phái đàn ông mạnh mẽ thiệt, nhưng mà nói về trong tình cảm mình rất nhút nhát lắm. Nhưng mà chung thủy thì không ai chung thủy bằng mình. Thật sự ở lứa tuổi này em nghĩ các chị cần nhất là sự chung thủy. Một người đàn ông chung thủy mà tới tận bây giờ chưa tìm được một mối tình cho mình đó thì mình cũng hơi nghi ngờ. Mai đó thì giọng nói rất là truyền cảm và dễ thương nên từ lúc đầu là mình cũng đã có để ý đến người đó rồi. Nãy giờ thấy ghi điểm cũng nhiều lắm rồi đó nha anh Giàu. Bây giờ thì không biết anh Giàu có muốn hỏi gì thêm ở các chị đó không ta? Cho mình xin hỏi người số 5. Chị Mai ạ. Chị Mai. Cái mẫu lý tưởng của Mai thì muốn chọn như thế nào? Em thì đơn giản lắm anh. Một người đàn ông cao to, vui vẻ, thật thà, hoạt bát trong mỗi ngày. Vậy là được rồi. Ok. Em muốn hỏi anh đó là quan niệm của anh như thế nào về phụ nữ như tụi em á mà chưa lập gia đình? Cái quan niệm của mình thì mình rất đơn giản lắm. Mình ở đâu mỗi người nó có một cái số phận và mỗi người tương lai và quá khứ. Và quá khứ người ta đã có một cái số phận của người ta như vậy. Giờ mình có tìm hiểu thì nó cũng vậy thôi. Nó cũng là quá khứ mà mình muốn thực tại và tương lai thôi. Tại vì người ta thường hay nói cái tới cái tuổi này mà nếu mà chưa lập gia đình là người ta hay dùng cái từ là bà cô già đó. Bà cô già là khó tính đó anh. Ta thường nói là một nụ cười bằng 10 thang thức bổ. Mình không cần biết là mình già hay trẻ gì, mình cứ cười hoài, mình cứ vui vẻ hoài đi, cho đời mình bớt già và mình trẻ mãi. Theo như anh á, là tại anh chưa có lập gia đình lần nào. Nhưng mà khi anh quen một phụ nữ đã có gia đình và có con luôn thì gia đình anh phản đối thì anh làm cách nào? Gia đình của mình thì hiện tại bây giờ thì mình sống một mình. Anh em mình thì mỗi người nó có công việc riêng và ở bên nước ngoài. Còn mình thì chỉ là một mình ở với ba, người mẹ. Và mẹ mình thì rất là đơn giản lắm. Mẹ chỉ cần nói là hạnh phúc của con tự nắm lấy. Mẹ không xen vào. Con yêu ai thì con cứ thương người đó. Mẹ chấp nhận tất cả. Cho em hỏi là anh là thứ mấy trong gia đình? À, mình thì là thứ tư. Bởi vậy mẹ có nôn không? Hồi xưa thì mẹ nôn lắm. Tại vì nhà thứ cột là coi như là anh chị em ai cũng có chồng, có vợ, có con, có cháu rồi. Đó thì và đó. Lúc tới mình là cái hối thì cái là mình buồn. Lúc đó mình nói thôi con không muốn là quen ai nữa. Bây giờ con muốn tâm vào công việc, con làm, con kiếm tiền đó. Vậy là anh nặng tình lắm. Rồi xong xuôi mẹ nói rồi, thí dụ là sau này rồi con cái làm sao? Con cái từ từ tính. Nếu không có thì mình nhờ người ta. Mình quen người nào có con thì không có. Lời luôn á. Xin hỏi người đẹp số 1. Dạ. Thí dụ như mà khi có một người nào đó cùng nắm tay với người đẹp. Dạ. Để đến hết cuộc đời. Dạ. Nhưng mà có sự cản trở gì hay không? Dạ. Đúng, thật sự ra là con em rất là cản trở. Bạn cứ nói là không ai thương mới bị bằng con đâu. Nhưng mà theo như em hiểu, nếu mà có một người nào đó thật sự thương em
thì bé nó chấp nhận vì nó hiểu được chuyện rồi. Tại thương mẹ nhiều quá nên mới nói vậy với mẹ. Ok, cảm ơn. Cho mình xin hỏi người đẹp số 2. Theo như quan niệm của Ngọc vậy đó, là thí dụ có một người đàn ông mà thương mình đó, thì Ngọc muốn là cái người đó như thế nào? Cái mẫu người trăm năm của Ngọc thì nó cũng đơn giản lắm. Đó là phải văn hóa nè, phải lịch sự, tốt bụng. Nói chung là chắc chắn là phải yêu Ngọc hơn bản thân. Khi tương tác và nghe những cái câu hỏi của mình đặt ra thì ảnh trả lời rất là hợp ý mình, thì mình cảm thấy rất là hài lòng. Khi mình trò chuyện với Ngọc cảm thấy là không có hợp. Xin hỏi người số 4. Dạ, em thì em cần thời gian. Em có thể chờ đợi để chấp nhận. Nếu mà người đó thật tâm, thật tình thì em sẽ chờ để người đó đến với em. Rồi, xin được cảm ơn những chia sẻ của các chị rất là nhiều. Và một tràng pháo tay dành cho tất cả năm khách mời ạ. Và bây giờ thì... Bây giờ là những thứ rất là quan trọng nè. Vâng ạ. Lúc đầu là tặng quà, bây giờ mình cũng đang ngồi mình tâm sự với nhau rất là nhiều rồi. Em nghĩ là thời gian này không có đủ, chưa đủ để các chị có thể thấu hiểu kỹ anh giàu hơn đâu. Nhưng mà em nghĩ một phần nào thì các chị cũng đã hình dung ra được chân dung của người đàn ông này rồi. Và anh cũng đã một phần nào hiểu được các chị rồi. Nên bây giờ thì sẽ là lúc để cho năm chị thả sóng cảm xúc của mình dành cho người đàn ông này ngày hôm nay. Và mọi người ơi, em xin chia sẻ với mọi người luôn là sẽ còn cơ hội, sẽ còn điều kiện để mà gần nhau hơn nữa với những cái phần tiếp theo của chương trình. Và ngay bây giờ, xin mời mọi người đến với phần thả sóng cảm xúc ạ. 3, 2, 1, xin mời. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn năm chị rất là nhiều đã đưa ra cái cảm xúc của mình dành cho anh giàu. Nhưng mà chính nghĩ là chắc chắn sẽ còn những thay đổi trong những vòng sau nữa. Tại vì chúng ta sẽ còn rất là nhiều hoạt động tương tác với nhau. Và những tương tác này có thể là mình tiếp xúc gần nhau hơn nữa, để hiểu rõ nhau hơn nữa. Và ngay bây giờ, trước khi đến với cái phần cực kỳ hấp dẫn tiếp theo, đó chính là một cái trò chơi dành riêng cho các anh chị ngay trên sân khấu này. Thì xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ giải lao trong vòng ít phút. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay thôi. Với chương trình Tần số tình yêu. Và đến với cái khu vực này thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái trò chơi khá là thú vị, chơi cũng nhẹ nhàng thôi à. Mỗi lượt chơi á, anh sẽ kết hợp với một người đẹp. Xin xin giới thiệu tên của trò chơi. Đó chính là trò chơi Đích đến của hạnh phúc. Vâng, mỗi ngày cô ấy lại nghĩ ra một cái tên mới mà rất là sáng tạo. Đích đến của hạnh phúc nè, cùng nhau thảy và đây là một cái đích đến. Nhưng mà quan trọng nha, cái đích đến đó là mỗi chiếc cốc của chúng ta có một thông điệp về tình yêu ở bên trong đó. Là cặp đôi nào quăng trúng chiếc cốc nào là chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cái thông điệp đó ra. Mỗi cặp đôi của chúng ta sẽ có 1 phút 30 giây để tham gia trò chơi này. Đúng rồi, liên mình tục. Mình cầm một quả bóng, mỗi người cầm một quả đúng không? Đúng rồi, liên tục luôn. Sau đó mình sẽ thảy xuống dưới đây. Bật xuống mặt bàn. Bật xuống mặt bàn, xong rồi sẽ văng vô đây. Đúng rồi, ví dụ vậy đó. Không được thảy trực tiếp nha chị nha. Đó, vậy là coi như là ra ngoài, không có tính. Đúng rồi, mình cứ thảy liên tục. Trong 1 phút 30 giây thì cặp đôi của chúng ta hãy cố gắng thảy liên tục. Chừng nào có một quả bóng rơi vào một chiếc cốc nào đó thì chúng ta sẽ dừng lại ngay nhé. Xin mời anh đến với cái vị trí nóng này và hãy lựa chọn người đẹp đầu tiên sẽ đồng hành cùng với mình ở lượt chơi thứ nhất ạ. Mình xin mời cô số 5. Cô số 5. Xin mời. Anh tới mà anh còn hơi ngại ngại. Chắc lâu lắm rồi mới dắt tay của một cô gái giống vậy nè. Ngại mà. Anh chị hiểu luật chơi rồi đúng không? Rồi. 1 phút 30 giây xin được phép bắt đầu. Ném đi chị, ném liên tục luôn. Đúng rồi, ném cho nó tưng á, ném bập xuống, ném bập á, ném bập. Đúng rồi. Đúng rồi. Tiếp tục. Tiếp vô. Vô rồi. Đây. Lấy ly đầu tiên. Đúng rồi. Em mời chị đi. Dạ. Đọc to lên à? Đọc trước đi, để chuẩn bị tâm lý. Chuẩn bị tâm lý. Hãy cùng nhau đắm chìm vào một vũ điệu cha cha cha. Yeah. Quý vị thân mến, ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng đến với một vũ điệu rất là quen thuộc cùng với chúng ta. Đó chính là vũ điệu cha cha cha. Và hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn cho cặp đôi đầu tiên. Xin mời. Đúng rồi, dễ thương. Trời ơi, đúng rồi. Rồi, kính thưa quý vị, cha 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 là vũ điệu của Thanh Vân.
Ngày hôm nay chúng ta có một cặp đôi rất đẹp trên sân khấu. Wow. Trời ơi, ông mèo rồi. Vỗ tay. Lúc mà cái vũ điệu dâng lên á, thì cảm giác của mình tự nhiên lúc đó là bắt đầu có tình cảm với anh. Được nắm tay anh, được cùng giao lưu, nhảy với anh, mình cảm thấy hồi hộp vô cùng. Mình cảm thấy rằng mình và Mai có một cái tương đồng với nhau và giống nhau và hợp nhau gần như là 98% rồi. Mới đầu là chúng ta được nhảy đồng rồi, và bây giờ không biết là cái thông điệp tình yêu tiếp theo sẽ là gì đây. Xin mời anh tiếp tục chọn bài của mình ạ. Và xin mời người đẹp số 2. Xin mời chị Ngọc. Xin mời chị Ngọc. Một màu hồng rất ngọt ngào, rất nhẹ nhàng. 1 phút 30 giây xin được phép bắt đầu. Hãy liên tục đem liên tục, chừng nào vô thì thôi. Đúng rồi chị, cứ ném đi, thoải mái, ném hai ba trái cũng được. Ê, ném vô. Ê, vô rồi. Hay quá. Hay lắm chị Ngọc ơi. Vâng, hy vọng không phải là một vũ điệu hip hop ạ. Chết luôn á. Đang chuẩn bị nấu chè thì vô tình một cơn gió thổi mạnh. Em hết hồn nên là một cái mạt đậu đen trộn lẫn một cái mạt đậu trắng. Em và anh cùng chung tay lựa lại đậu nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái phần lựa đậu. 1 phút 30 giây lựa đậu cho các anh chị. Bắt đầu. Chiến thuật như thế nào đây? 1 phút 30 giây. Chiến thuật của các anh chị là gấp màu trắng ra riêng. Đúng rồi, màu đen để im đó. Hết giờ. Rất là nhanh chóng, cuộn ngọt não. Liên tục cảm tình. Đồng vợ, đồng chồng, tất với đồng cũng cả. Trời ơi. Quan trọng không phải là hai cái dĩa đậu này nó ra trắng, ra đen, mà quan trọng là cái câu vừa rồi đó. Khi mà tham gia trò chơi với ảnh thì mình thấy ảnh tuy là vụng về nhưng mà có rất là cố gắng giúp đỡ mình, được tiếp xúc gần với ảnh hơn. Mình thấy tim mình đập mạnh lắm mà không biết làm sao nữa. Khi mình tham gia với Ngọc, mình cảm thấy là cái người này đối lập với mình, không có thể nào cùng chung với mình được. Và chúng ta vẫn còn lại 3 chiếc cốc với 3 thông điệp cần giải đáp. Xin mời anh đến với cô gái thứ 3. Xin mời số 1. À, Duyên à. Và bây giờ, mình tiền trời gì nữa nào? 3, 2, 1, bắt đầu. Vô rồi. Nhanh quá. Em mời chị. Có một ít bánh dưới quê mới gửi lên anh dùng. Lấy Thảo và đón xem tên bánh gồm những loại bánh nào. Dĩa bánh đã mang lên. Xin mời Hoàng hậu. Loại bánh đầu tiên thưa quý vị. Anh ngửi không mùi bánh gì? Rồi, đây là bánh gì anh? Bánh cái đầu tiên anh biết chưa? Anh nhớ chưa? Anh biết chưa? Rồi, ok. Rồi, loại đầu tiên là anh biết rồi đó. Loại thứ hai, vô. Bánh này khá dễ ha. Bánh này là dễ. Bánh thứ ba. Rồi, bánh loại thứ ba. Hình như cũng dễ. Rồi. Có cần thử lại không anh? Được chưa? Cần thử được lại chưa? Không? Anh cần thử lại không? Đây, chim giấu nha. Ok. Và mình sẽ đón bánh thứ nhất là bánh dừa. Bánh dừa mà loại làm bánh mà vuông vuông giống như là bánh trung thu nhưng mà nó là bánh dừa. Dạ. Còn bánh thứ hai thì nếu mà quý vị mà có đi về dưới quê chơi mà về Sóc Trăng, nói vậy thì quý vị biết là bánh gì rồi ha. Đó chính là đó là bánh pía. Bánh pía, đúng okay. Rồi. Bánh thứ ba, mình biết nó nhưng mà mình không biết kêu cái tên đó. Anh tả thử rồi nó như nào. Nó là nướng giống như là tựa bánh quy vậy đó. Vậy là đáp án đầu tiên của anh đó chính là bánh dừa, đáp án thứ hai đó chính là bánh pía, và đáp án cuối cùng là một loại bánh nướng nào đó, bánh quy. Nó có hình thù như thế nào? Nó màu gì? Nó là màu vàng á, vàng trắng. Và đáp án của chúng ta chính là
chính xác, 2 trên 3 loại bánh à. Xin mời anh hãy chứng kiến. Bánh đầu tiên, bánh dừa. Bánh dừa rất chính xác. Cái thứ hai là không thể nhầm bánh lẫn rồi. Bánh thứ hai không thể nhầm lẫn là bánh bía. Và cuối cùng là bánh in. Bánh in nhanh nha. Bánh in. Dạ, nhưng mà dù sao thì cũng hiểu ý nhau được hai món bánh. Và xin được chúc mừng cặp đôi tiếp theo của chúng ta. Vì là cái giọng của Nguyên là đút bánh cho anh ăn, thì Nguyên đút là anh cứ ăn, thì Nguyên cảm thấy anh rất là dễ thương. Thì lúc đó mình cảm giác là có một chút hơi xíu thêm cái rung động về anh. Khi tham gia trò chơi thì được gần nhau, cảm thấy cũng là mến mến. Nhưng rồi mình muốn là để tìm hiểu thêm một chút xíu nữa. Giờ người tiếp theo sẽ là ai ạ? Còn hai chiếc cốc nữa anh nha, xin mời anh lựa chọn ạ. Thì mình xin mời người số 4. Dạ, yeah, yeah. Xin mời. Rồi nãy giờ chị Phương chắc là mình nắm luật rồi ha. Một phút 30 giây dành cho chị Phương và anh Dầu ạ. 3, 2, 1, chơi. Ném cái gì, ném cái gì. Thời gian bắt đầu rồi, ném thoải mái. Nhà mình không có gì ngoài banh. Thở lên, bóng đã vơ nhiều. Nhưng cốc vẫn đứng đó. Không cho chúng. Không cho chúng rồi. Vô rồi. Hay quá. Em mời chị Phương. Về già bạn sẽ làm gì? Còn chúng tôi sẽ cùng nhau tập dưỡng sinh để rèn luyện sức khỏe. Bây giờ chỉ là thời khắc dành cho những giây phút tập dưỡng sinh buổi sáng cùng chúng tôi. Một phút 30 giây bắt đầu. Cái này giống tập thể dục mẫu giáo quá nè. Hôm nay đúng rồi đó. Hít thật sâu, thật sâu. Tâm trí thoải mái, nhẹ nhàng. Đẩy thuyền, động tác đẩy thuyền. Đẩy thuyền. Dạ, kéo lưới. Còn gì nữa không ạ? À? Lại lên rồi. Rồi lại xuống. Cái múa luôn nhẹ hả? Thôi được rồi, tha cho anh chị đi, vỗ tay. Trò chơi tham gia của mình và người số 4 á cũng năng động và vui vẻ. Nhưng mà cái tính tình của mình là thì mình thấy rằng cái người số 4 không thể nào chấp nhận và đón nhận mình được. Được chơi thử thách cùng với anh ấy thì thấy là ảnh vui vẻ, hòa đồng, chỉ cho mình cách chơi. Mình lại cảm thấy là có một hơi ấm truyền tới. Còn chơi gì nữa? Chỉ còn lại một cô gái áo vàng đang chờ mình thôi. Xin mời anh. Ba, hai, một, rồi. Liên tục, liên tục. Đó. Vô luôn, thấy chưa? Một phát đầu tiên. Ôi, anh hay quá, em mời chị ạ. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Em giận rồi, anh làm 5 động tác siêu dễ thương cho em xem để em hết giận nhé. Ba, hai, một, bắt đầu. Chưa hết giận, chưa hết giận. Mới câu cái à. Chút ha. Người ta cười nữa rồi. Người ta cười là thắng rồi. Anh thú hàm. Không cười là đã thành công rồi đó. Thành công. Cười là thành công rồi chứ. Đúng rồi, không ai giận mầm xì cười vậy được hết đó. Đúng rồi, anh làm mắc cười quá. Đó, tính ra là anh tôi rất là dễ thương, rất là duyên dáng. Anh rất là dễ thương, dí dỏm. Cái mà anh làm cho mình hết giận á là cũng giống như những cái mà mình mong muốn trong tình yêu của mình. Chơi game Samsung thì mình cảm thấy là hoàn toàn nó không có một cái tương tác với nhau và cảm xúc với nhau. Nãy giờ thì chúng ta trải qua 3 vòng rồi. Em nghĩ là chắc cũng đủ thời gian để các chị hiểu rõ hơn về anh Giàu. Và anh Giàu cũng đã hiểu rõ hơn về năm chị chúng ta đúng không ạ? Bây giờ thôi, cho phép em xin được cất người đàn ông này lại trong một không gian riêng để chị em chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau. Em xin mời anh Giàu ạ. Dạ, xin mời anh Giàu. Xin
cảm ơn quý vị đã quay trở lại với chương trình Tần số tình yêu. Và hiện tại thì anh Giàu, nhân vật nam chính ngày hôm nay của chúng ta sẽ di chuyển đến căn phòng bí mật. Và ở trong căn phòng này thì anh sẽ hồi tâm lại, sẽ suy nghĩ lại và cảm nhận lại từ đầu đến giờ với những sự tương tác của 5 người đẹp ngày hôm nay, và cùng nhau chờ đợi những cuộc gọi định mệnh à. Đúng rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ lại một lần nữa thả sóng cảm xúc dành cho anh Giàu. Vòng này thì ngay cả những chị ở vòng 2 không thả sóng cảm xúc thì chúng ta vẫn cũng có thể thả sóng trong vòng này nha. Và đặc biệt là những cái cây sóng cảm xúc này thì anh Giàu sẽ không biết được. Ngay bây giờ, xin mời mọi người chuẩn bị. 3 2 2 1 Xin mời. Theo đúng luật của chúng ta là sao Phương Trinh nghĩ? Là những ai thả sóng cảm xúc đủ 3 lần thì sẽ cầm điện thoại lên và chúng ta cùng kết nối cuộc gọi dành cho anh Giàu. Chúng ta chuẩn bị kết nối cuộc gọi đầu tiên dành cho anh Giàu. Nhưng mà không biết anh Giàu ơi, anh đâu rồi? Anh nghe em nói rõ không ạ? Nghe. Dạ rồi, giờ anh thấy hồi hộp không? Đang rung động, chưa biết ai mà rung động rồi. Hôm nay tham gia với Tần số tình yêu thì anh cảm thấy như thế nào? Đây cũng là một cơ hội để mình tìm được một bến đậu để hai cùng dắt nhau đến một tương lai hạnh phúc. Dạ, vậy thì bây giờ anh cầm sẵn điện thoại trên tay ha, để xem là ai sẽ là người gọi cho anh đầu tiên nha. Còn bây giờ thì những chị nào có đủ 3 cái sóng cảm xúc đã thả thì em xin mời các chị cùng bấm điện thoại gọi cho anh Giàu. Và ngay bây giờ hãy cùng hồi hộp chờ đợi cuộc gọi đầu tiên. Alo. Dạ. Alo. Xin chào người đẹp. Dạ, em chào anh. Cho xin hỏi là người đẹp tên gì? Dạ, em tên là Mai ạ. Qua lời nói chuyện và trao đổi với nhau, Mai thấy mình như thế nào? Em thấy anh Giàu rất là chân thật, đặc biệt là anh Giàu rất là nhiệt tình. Em cũng không biết nói sao nhưng mà có cảm giác giống như là cũng cảm thấy thích. Nếu mà em nói vậy thì thôi, anh xin cảm ơn em. Lát anh sẽ ra cho một câu hỏi và giải đáp của em khi mà em đã mong muốn. Dạ, ok, cảm ơn em rất nhiều. Máy bay người đẹp. Dạ, chào anh Giàu. Cuộc gọi đầu tiên đã có thành công. Cuộc gọi thứ hai sẽ là ai đây? Alo, xin dạ. Chào. Dạ, chào anh. Hôm nay thì anh cũng tiếp xúc với 5 bạn nữ. Thì anh cũng chắc có lẽ có chọn cho mình một người. Em thì cũng xin nói với anh là em cũng đã bật đèn xanh, nhưng mà em là phái yếu và còn anh là phái mạnh. Cho nên là cái chuyện tỏ tình thì em sẽ nhường cho anh. Ok, thì mình nói với người đẹp rằng thì giờ nãy giờ người đẹp cảm thấy là mình nói chuyện và trao đổi nhau, người đẹp thấy như thế nào? Đối với em thì em có một xíu cảm tình với anh, cho nên em mới cho mình một cái cơ hội mở lòng với anh. Em thấy anh cũng vui tính, em cũng thích. Ok, để lát mình sẽ cho một câu trả lời với người đẹp nha. Dạ. Dạ, chào okay. Anh ạ. Vậy là hai cuộc gọi rồi anh Giàu ha. Không biết là có còn ai gọi cho anh hay không? Anh nghĩ là còn không? Mình cũng không biết, đó là tự duyên số đưa đến này. Vậy thì mình chờ thử coi ha, coi là còn ai gọi không ha. Alo. Dạ, alo ạ. Em chào anh. Xin chào người đẹp. Anh ơi, anh đã làm cái trái tim của em bao nhiêu năm nay nó đã hâm nóng lại. Và em quyết định là em cho mình một cơ hội để tiến gần anh hơn. Anh có cảm nhận được điều đó không dạ? Thì nếu mà người đẹp đã sẵn sàng mở rộng vòng tay để mà chấp nhận mình, thì mình cũng sẽ có một cơ hội để mà mình có thể mình sẽ cho một giải đáp về yêu cầu đó khi mà hai người mà nó cùng một tần số tình yêu. Dạ, đây em cũng nói là thời gian thì nó không nhiều, nhưng mà mình cảm thấy là một cái gì đó nó ấm áp trái tim của mình trở lại, thành ra em mới cho mình cơ hội thêm một lần để một người mới bước vào cuộc đời của em cái thời gian còn lại. Ok, xin cảm ơn. Có gì anh sẽ chăm đắp sốt sao. Dạ, em chào anh. Anh Giàu nghĩ là còn ai gọi cho mình không? Theo mình nghĩ sẽ còn một người nữa. Nhưng mà 3 sóng cảm xúc thì mới được gọi cho anh. Mà anh nhớ là trong vòng 2 là có 2 người, không có đủ không? Vậy thì em nghĩ là đây là mức tối đa rồi đó. Ok. Vậy là cũng quá hạnh phúc rồi. Vậy thì bây giờ em xin được phép mời anh Giàu quay trở lại
với sân khấu nhé. Và ngay bây giờ xin được mời nhân vật nam chính của ngày hôm nay, xin mời anh Dầu quay trở lại sân khấu ạ. Trong cuộc đời người phụ nữ trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, mình trải qua những cái vấp ngã trong tình yêu, thì mình chỉ cần một người đàn ông làm mình cười mỗi ngày là mình vui rồi. Và em hy vọng là hôm nay anh chọn được một người để có thể làm cho chị ấy cười mỗi ngày anh nhé. Bây giờ thì tụi em xin được phép nhường sân khấu lại cho anh ạ. Xin mời anh hãy cùng chuẩn bị sẵn sàng với cuộc gọi hồi đáp. Nhưng trước khi anh gọi điện thoại cho ai đó thì đàn em xin được nhắc nhở anh để cho anh không có bị trái tim lấn át cảm xúc mà quên dùng đến lý trí. Trong năm khách mời của chúng ta sẽ có một khách mời ngày hôm nay đến đây chung vui để chơi trò chơi cùng với mọi người, nhưng mà cái đích cuối cùng không phải muốn là tìm một nửa kia của mình, mà chỉ là đến đây để có tiền phần thưởng anh về thôi. Đúng rồi. Và hy vọng rằng anh sẽ tìm được đúng người anh nhé. Em cũng xin nói luôn là mặc dù chỉ có 3 người gọi cho anh thôi, nhưng mà anh vẫn có quyền gọi cho 2 người còn lại nếu như mà anh đặt tình cảm cho 2 người đó. Rồi em xin nhường lại sân khấu lại cho anh ạ. Dạ, xin mời anh. Em chào anh ạ. Dạ, thấy anh như thế nào? Dạ, thấy anh gọi em hồi hộp. Vậy thì xin mời em. Chào em. Dạ, em chào anh. Theo như nãy giờ chương trình đã trôi qua, thì theo em thấy tính tình anh như thế nào? Gặp anh lần đầu tiên á, em cảm giác giống như anh rất là thật tình. Anh cảm nhận về em như thế nào? Anh cảm nhận em là một người cũng thật thà, dễ thương và chất phác. Theo như giống như anh suy nghĩ á, thì anh có thể là nhìn về ngoại hình của em, hoặc là nhìn về cách nói chuyện của em, hay là anh nhìn về phía cạnh nào mà anh cảm giác là thích em? Trong tâm của em. Trong tâm của em hả? Thật tình thì qua 3 vòng chơi á, thì em cũng thấy anh có chút xíu gì đó dí dỏm trong đó. Giống như cái bài hát đầu tiên của anh á, em cảm thấy cũng thấy vui vui. Tánh em thì thích vui và thích cái gì đó thật thà. Rồi trong cái lần mà giao lưu trò chơi á, em không có biết nhảy. Thật sự em chưa bao giờ đi nhảy đầm gì hết á, nhưng mà khi mà nhảy với anh á, em cũng cảm thấy tự nhiên mình lâng lâng sao á, cảm thấy cũng thích thích. Tình yêu của em nó qua lâu lắm rồi, nhưng mà khi mà tới cái đích cuối á, thì em cũng muốn tìm cho mình một người bạn đời, tại vì em nói thật thì cũng cô đơn lâu lắm. Gặp anh á, thì em cũng có cảm giác thật, nhưng mà hôm nay á, thì em phải nói với anh như thế nào đây? Chứ tôi là một người bạn đây thì cứ trao đổi thật lòng với nhau đi. Em đến em đi tìm một tình yêu hay là em đến về mục đích vui chơi thôi? Em đến đây á, mình đến với chương trình là vì giải thưởng. Vì quà thưởng của chương trình. Người đẹp đang ở đâu? Em đang ở Bến Tre. Dạ, quê mình cũng ở Bến Tre luôn. Ném đi chị, ném liên tục luôn. Đúng rồi, ném cho nó tưng á, ném bập xuống. Vâng, kính thưa quý vị, cha 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 là vũ điệu của thanh xuân. Ngày hôm nay chúng ta có một cặp đôi rất đẹp trên sân khấu. Wow. Tăng. Trời ơi. Trời ơi, ông mèo rồi. Em không đón nhận sự tình yêu của anh đã dành lại chọn cho em hay sao? Thì mới đầu lúc mà em nhận lời mời của chương trình đó, thì em chỉ nghĩ là mình đến đây là chỉ là nhận một cái quà thưởng và giao lưu với bạn bè. Tại vì em lâu rồi cũng chưa có cảm nhận về một cái tình yêu thật sự. Nhưng mà khi mà chơi trò chơi với anh á, thì tự nhiên em cũng có cảm nhận giống như là mình đồng tình cảm với anh vậy. Thật sự thì em cũng có tình cảm với anh á. Nếu mà lại có tình cảm, tại sao mình lại không bỏ những cái đó đi?
Tại vì cái đó nó không thể là mua được tình cảm và vun đắp được tình yêu cho mình đâu. Món quà thưởng đó em chỉ để đó rồi một thời gian nào rồi nó cũng sẽ bay mờ đi. Nhưng mà tình cảm không bao giờ bay mờ được. Em cũng có thể bỏ hết cái quà thưởng để đến với anh nữa, nhưng cho em thời gian tìm hiểu với anh. À, cũng tùy anh thôi. Em chấp nhận, em chấp nhận bỏ quà thưởng. Em chấp nhận bỏ quà thưởng. Trời ơi, mọi người ơi, một đồng hồ tay thật lớn dành cho cặp đôi kim tự khổ được không ạ? À? Em nói thiệt nha, tụi em đứng ở trong á vì tại vì lần đầu tiên khi mà nghe chị Mai nói cái câu mà ngập ngừng quá, tại vì ngày hôm nay em đến đây vì phần thưởng. Trời ơi, em ở trong rụng tim. Cái này là em hỏi thật nhá, chị Mai đã suy nghĩ và có cảm nhận gì mà đã thay đổi quyết định của mình vào phút cuối vậy ạ? Chị Mai thì cũng không có người bạn ngay lúc này, thì cũng một mình. Hồi xưa giờ tự nhiên không biết sao gặp anh vào thì cũng có cái gì đó không rung biết động tí tí chị ha. Thì không có suy nghĩ tới cái chuyện mà tới để nhận quà nữa, mà tới để rích quà về. Dễ thương quá. Đây, chương trình xin tặng cho anh chị mỗi người một nửa mảnh ghép, và chúng ta hãy cùng ghép lại để tạo nên một trái tim hoàn hảo nha anh chị nha. Đây sẽ là hai chiếc điện thoại để chị có thể nhắn tin gọi điện thoại với nhau mỗi ngày. Quá tuyệt vời. Và quý vị ơi, như chúng ta cũng đã thấy kết quả cuối cùng ngày hôm nay, phải nói là một kết quả rất là bất ngờ, nhưng mà khiến cho mọi người phải nói là có một cái bậc cảm xúc nó cao hơn nữa. Tại vì khi mà chúng ta đang rất là tò mò, không biết là nhân vật X ngày hôm nay là ai, đến đây là vì phần thưởng. Cuối cùng chị Mai tự khai là chị là nhân vật X luôn. Nhưng mà chị đang đứng ở trên cái vị trí là đang đối diện với người đàn ông duy nhất nữa, sẵn sàng bỏ giải thưởng để nghe nhịp đập con tim của mình. Chỉ có cảm xúc mới khiến chúng ta làm được cái điều đó mà thôi. Và không biết là cái nhân vật chính ngày hôm nay đó chính là anh Giàu. Anh nhận được nửa trái tim còn lại đến từ chị Mai á. Cái khoảnh khắc đó anh cảm thấy như thế nào? Hôm nay thì mình đến chương trình Tần Số Tình Yêu thì để mình tìm nửa mảnh ghép của cuộc đời của mình còn lại. Và cũng là cảm ơn chương trình và cảm ơn toàn thể anh chị em và cùng với những khán giả đã ủng hộ cho mình và đã giúp đỡ mình để cho mình tìm được một nửa trái tim của mình về cuối cuộc đời này, và hạnh phúc của mình không gì hơn là đây. Dễ thương quá. Chương trình cũng như là Quốc Bảo cũng xin cảm ơn bốn vị khách mời còn lại đã tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay, và tụi em cũng xin chúc cho các chị sẽ sớm tìm được một tần số còn lại của mình nha. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều trong thời gian qua ủng hộ cho những cặp đôi của chúng tôi. Chương trình Tần Số Tình Yêu được phối hợp thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Hãy đến với Tần Số Tình Yêu trong những mùa sau nha. Xin được cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại. Tạm biệt.